Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng trực tiếp trên thị trường từ chính những giao dịch của bản thân mình xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Tôi vận dụng trên thị trường bằng những giá trị tài khoản nhỏ giao dịch để tạo nên giá trị lớn trên thị trường. Chính vì vậy, những điểm vào ra trên thị trường của bản thân tôi được minh chứng cụ thể bằng hiệu quả thực tế xuyên suốt trong cả một quá trình dài phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, đang cảnh báo, hỗ trợ nhà đầu tư có thể nhìn nhận, đánh giá được rõ về thị trường giao dịch Forex. Thị trường giao dịch Forex không có chuyện Á quân Forex thế giới hay Roll Trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex ra ngoài chia sẻ về những kinh nghiệm, phương pháp hay kiến thức trên thị trường mà không chịu chứng minh thực tế, chỉ là bắn tín hiệu, đọc lệnh, phân tích xu hướng hoặc đưa lên giao dịch hoặc dùng backtest trên TradingView mà gọi đó là giao dịch thực tế. Xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những kẻ lừa đảo bịp bợm trên thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Giống như trong video này tôi chia sẻ với nhà đầu tư tài khoản nhỏ giao dịch Forex với khối lượng lớn thì chúng ta cần phải vận dụng, đó chính là điểm vào ra trên thị trường phải chuẩn thì chúng ta mới có được những giá trị thực tế cho bản thân chúng ta. Không có chuyện chúng ta sẽ đánh lận mồi lệnh chúng ta giao dịch. Các bạn có thể thấy rõ cả một quá trình dài phát triển của bản thân tôi trên thị trường là những điểm vào ra chuẩn được minh chứng cụ thể trực tiếp vào trong thị trường. Tôi không biết gì về Forex, vậy thì tại sao tôi chứng minh được các kiến thức, các phương pháp, các kỹ năng giao dịch và các phương pháp và thực tế từ đánh rời ra cho đến phối hợp lại để làm sao tạo được ra lợi nhuận. Tôi không biết giao dịch thì tại làm sao tôi có thể cứu lệnh cho nhà đầu tư bằng những minh chứng cụ thể, bằng cả một quá trình giao dịch thực tế để minh chứng cho nhà đầu tư, có cơ sở để nhà đầu tư kiểm chứng, có giá trị để nhà đầu tư đánh giá. Vậy nhà đầu tư nên nhìn nhận lại cho cả quá trình này. Tôi mong muốn rằng bản thân chính các bạn là những người tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này nên hiểu rõ về những giá trị này. Đừng lao vào trong thị trường với những bánh vẽ về lợi nhuận, với những con gà đang đưa nhà đầu tư vào trong tròng trên thị trường này với những thứ giá trị mà bản thân chính bọn chúng còn không vận dụng, áp dụng được vào trong thực tế. Chúng nó đem ra lừa đảo nhà đầu tư bằng phân tích xu hướng, bằng ủy thác Forex, bằng copy trade, bằng dụ dỗ bán chiến lược, bằng phân tích về thị trường, rồi gì nhỉ, đưa plan giao dịch hoặc sử dụng TradingView để bịp bợm nhà đầu tư. Nhà đầu tư nên lưu ý vấn đề này. Trong thị trường giao dịch Forex, nhà đầu tư cần phải khẳng định một vấn đề: không có chuyện là sử dụng tài khoản lớn đánh khối lượng nhỏ thì các bạn tồn tại. Khi các bạn không biết giao dịch thì các bạn sẽ chỉ là SL, và SL cuối cùng cũng là cái kết là cháy tài khoản mà thôi. Còn khi các bạn biết giao dịch thì tài khoản nhỏ cũng có thể lên được lớn. Giá trị ở trong quản trị vốn đó là bản thân các bạn phải đánh giá được năng lực, kiến thức và nhờ kinh nghiệm của những cái người đứng ra chia sẻ trên thị trường. Họ phải có trách nhiệm chứng minh cho bản thân các bạn. Và khi các bạn chứng minh, các bạn xem những cái giá trị chứng minh đó được rồi thì các bạn mới có cơ sở để các bạn đánh giá được rằng người đó có năng lực thật sự hay không trên thị trường giao dịch Forex. Không có chuyện chúng ta sẽ tồn tại với những thứ mà bản thân chúng ta chỉ nghe bản thân chúng nói là chúng nó giao dịch như thế này hay như thế kia, chụp hình chụp trên điện thoại mà chúng ta không thể nào xác định được. Đây là điều nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá được. Tôi mong muốn nhà đầu tư nên hiểu rõ về vấn đề này. Giao dịch được thì phải chứng minh được, giao dịch được thì phải có giá trị để minh chứng cụ thể bằng lịch sử giao dịch trên thị trường. Đó chính là thước đo của bất kỳ một trader nào, một nhà đầu tư nào khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người minh chứng mọi giá trị trên thị trường vào trong thực tế để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, có thể đánh giá, có thể thấy rõ được các giá trị thực tế này. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn đang trải nghiệm, hãy thực tế để mà gì nhỉ, hiểu rõ, chứ đừng lao vào với thị trường này. Bởi khi các bạn không nhìn nhận được vấn đề, không đánh giá được rõ về các giá trị rủi ro trên thị trường thì bản thân chính các bạn là một con gà cho những kẻ lừa đảo Forex. Không giao dịch được thực tế, chúng bịp bợm, chúng dẫn dụ, nào là ủy thác Forex, nào là copy trade, nào mở tài khoản dưới link IP của bản thân chúng, nào là bán robot, nào thì trao cho nhà đầu tư những kiến thức, những phương pháp, những kinh nghiệm, ngay cả bản thân chúng còn không vận dụng, áp dụng vào trong thực tế thì lấy gì ra nhà đầu tư có thể tồn tại được.
phương pháp scalping, đánh lướt sóng hoặc đánh swing day, thì nhà đầu tư cần phải hiểu rõ đây là cả một quá trình dài của bất kỳ một ai khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Cần phải có thời gian để trải nghiệm và luyện tập, không có chuyện một hai bữa hay dăm bữa nửa tháng hoặc là một vài tháng là nhà đầu tư có thể tồn tại được. Muốn tồn tại, muốn giao dịch thành công thì bản thân chính các bạn phải là những người ngay từ những bước ban đầu kiểm chứng, đánh giá bất kỳ một giá trị nào được chia sẻ trên thị trường, và bản thân các bạn cần phải có thời gian trải nghiệm và đồng hành thực tế ở trên thị trường cùng với cả những người đứng ra chia sẻ đó. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng mọi giá trị trên thị trường và cho nhà đầu tư thấy rõ về những góc khuất và những vấn nạn trên thị trường về đầu tư Forex này. Xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Chào nhà đầu tư.